Ra đời hơn 50 năm, Mr. Dixon đã trở nên nổi tiếng không chỉ ở Ý, mà còn bao phủ hơn 60 quốc gia thế giới trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm, dụng cụ và dịch vụ dành cho tóc. Tại Việt Nam, Mr. Dixon đã chọn công ty mỹ phẩm Kennedy làm đối tác chiến lược phân phối độc quyền nhãn hàng Dixon. Với hơn 10 năm kinh nghiệm phân phối mỹ phẩm tóc chuyên nghiệp, công ty Kennedy đã chọn công ty xuất nhập khẩu Hồng Long là đại diện phân phối, đưa mỹ phẩm tóc Dixon đến với các salon chuyên nghiệp khu vực miền Nam với sự hỗ trợ kỹ thuật tiên tiến và đầy đủ nhất. Hàng năm, công ty xuất nhập khẩu Hồng Long tổ chức những sự kiện hội thảo chuyên sâu về ngành tóc cùng các dòng sản phẩm ưu việt mới nhất của Dixon, với sự có mặt đông đủ của các chuyên gia và nhà tạo mẫu tóc trên khắp mọi miền đất nước để cùng nhau chia sẻ về sản phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp cũng như những xu hướng thời trang tóc mới nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Hồng Long chuyên về cung cấp các cái dòng sản phẩm chăm sóc tóc cao cấp, đặc biệt là cái dòng sản phẩm Dixon nhập từ Italia. Với cái mục tiêu của công ty Hồng Long thì là mình sẽ nhập những cái dòng sản phẩm tốt nhất, mà đặc biệt hiện tại bây giờ là dòng sản phẩm Dixon được sự chấp nhận và ủng hộ rất là nhiều các salon lớn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, miền Tây và miền Đông cũng như miền Trung. Hội thảo chuyên sâu uốn nhộm phục hồi 2015 đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của hơn 200 nhà tạo mẫu tóc khu vực phía Nam. Đến với hội thảo, các nhà tạo mẫu tóc đã có cơ hội trải nghiệm thực tế với những sản phẩm mới như uống sống nước bằng thuốc dạng gel của Dixon do nhà tạo mẫu tóc Nguyễn Bình thực hiện. Bình đã làm việc là 30 năm rồi, thì cũng đã trải qua rất là nhiều sản phẩm. Hôm nay thì mình đại diện cho một cái nhãn hàng dòng sản phẩm uống và chăm sóc. Thì cái sự khác biệt của nó là gì? Khác biệt là nó sẽ không chui vào lõi tóc, nó sẽ không làm tổn hại đến lõi tóc. Và dòng uống gel của Dixon thì quả thật là rất là tuyệt vời. Khi mà mình trải nghiệm rồi, mình sẽ cảm thấy nó thật là thích, vì nó không có làm mất nước sợi tóc đi, nên là khách hàng thật là yên tâm khi mà sử dụng sản phẩm này, và chính bản thân Nguyễn Bình cũng thật là yên tâm khi xài sản phẩm này. Khi mà tôi uống cái sản phẩm Dixon Tech là nó một cái dạng gel uống nóng, sử dụng trên tóc, nó sẽ mang lại kết quả là xoăn theo mong muốn của khách hàng. Ví dụ như là uống sóng nước, uống phòng, uống cúp, uống xoăn tự nhiên, và nó sẽ có kết quả là tóc mềm mượt. Đặc biệt, dòng sản phẩm màu nhộm phục hồi với hai ưu điểm vượt trội trong một sản phẩm do nhà tạo mẫu tóc Nguyễn Vi Phước, nghệ danh Phước Đầu Bạc thực hiện, không những lên màu chuẩn đẹp mà còn phục hồi tóc hư tổn, rất được các nhà tạo mẫu tóc yêu thích. Còn đối với một người là chuyên đam mê về nhuộm thì đối với Phước thì Phước xài dòng sản phẩm nhuộm của Dixon rất là tốt. Coi như là nó vừa mang được hai tính chất luôn, một là vừa làm bóng mượt và có mức độ phục hồi rất là tốt. Cảm nhận cái dòng sản phẩm màu của Dixon á, thì cái cảm nhận đầu tiên của mình là cái màu nó lên màu rất là chuẩn, cái độ bền màu cũng rất là lâu, thì cái độ phục hồi về cái màu á, thì thấy cái nó tạo ra những cái mối kết tóc rất là khỏe, và tạo cái độ nảy sống cái tóc uống nó rất là đẹp. Mặc dù mới xâm nhập vào thị trường miền Nam được 2 năm, nhưng những sản phẩm của thương hiệu Dixon đã nhận được sự tin tưởng rộng lớn của các nhà tạo mẫu tóc, các salon chuyên nghiệp bởi các sản phẩm ưu việt dẫn đầu. Công ty linh hoạt nhanh chóng trong việc áp dụng khoa học công nghệ để cải thiện liên tục, tạo nên những dòng sản phẩm chất lượng cao, tuyệt đối đảm bảo sức khỏe cho con người với tiêu chuẩn châu Âu và đặc biệt là tiêu chuẩn mỹ phẩm Italy uy tín toàn cầu. Công ty xuất nhập khẩu Hồng Long đem tiến bộ của thế giới đến với mái tóc Việt.